trong tay nắm gọn công cụ bạo lực, Tô Lâm mơ về một vĩ nhân họ Tổ. Khi thâu tóm quyền lực trong tay, ông Nguyễn Phú Trọng từng bước xây dựng hình ảnh của mình thành một bậc vĩ nhân như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, là hai nhân vật trong ngôi đền thiêng của chế độ. Ông Trọng sử dụng cái lò nổi tiếng để xây dựng hình ảnh, tuy cuối đời lọ đã bị mất kiểm soát và bị đồ đệ cướp mất, nhưng vẫn không sao. Tuyên giáo vẫn huyền thoại hóa hình ảnh của ông Trọng. Tại kỳ họp tiểu ban nhân sự của Văn phòng Trung ương Đảng ngày 27 tháng 8 vừa qua, Tô Lâm đã nói về một khởi điểm lịch sử mới. Vậy lịch sử mới này có phải là lịch sử do ông Tô Lâm tạo ra? Có phải ông Tô Lâm muốn tạo ra một lối đi hoàn toàn khác với ông Trọng hay không? Có thể nói câu nói trên của Tô Lâm chứa đầy tham vọng. Sau khi đã tước đoạt thành công quyền lực tối cao của Đảng, Tô Lâm xem như đã thỏa ước mơ trị quốc, và giờ đây ông bắt đầu xây dựng ước mơ bình thiên hạ. Thời kỳ Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp là thời kỳ dân thất học, thiếu thông tin, vì thế Đảng dễ dàng thành công xây dựng nên những huyền thoại. Đến thời ông Nguyễn Phú Trọng thì việc này đã không còn dễ dàng nữa. Dù lò của ông Trọng đốt nhiều củi thật đấy, nhưng Đảng có sạch hay không thì ai cũng biết. Nếu Đảng đã không sạch thì dân được lợi ích gì đây? Chống tham nhũng nhưng lại nuôi cho tham nhũng lớn mạnh bằng cơ chế, bằng thể chế lỗi thời thì dân vẫn khốn khổ. Mặc dù được rất nhiều dư luận viên tung hô, nhưng ông Trọng vẫn không thể trở thành bậc vĩ nhân cho được. Dù ông chống tham nhũng đến hơi thở cuối cùng, nhưng người dân vẫn thấy rõ những đề tử ruột của ông như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai và cả hệ thống công quyền mà ông tạo ra đều bẩn cả. Tại Nga, Putin cũng có tham vọng tạo nên một tổng thống vĩ đại. Dù sống ở thế kỷ thứ 21, nhưng Putin đã có tư tưởng của những bạo chúa thời Trung Cổ. Ông muốn biến bản thân thành một đại đế thời hiện đại của nước Nga bằng cách xua quân đi xâm lược nước khác. Nhưng kết quả lại vô cùng thảm hại. Nước Nga bị thế giới văn minh ruồng bỏ, Putin bị xem là tội phạm, uy tín nước Nga trên trường quốc tế bị tụt dốc thảm hại. Không cần phải để lịch sử phán xét, chỉ cần nhìn lại kết quả hiện tại thì đủ biết Putin sẽ được miêu tả như thế nào trong những trang sách lịch sử của tương lai. Chắc chắn ông chỉ là một kẻ độc tài sát máu, chống lại văn minh tiến bộ, chống lại loài người, tên tội đồ tàn phá nước Nga hơn bất kỳ lãnh tụ nào khác. Tương tự như vậy với bản chất quân phiệt cai trị 100 triệu người dân bằng công an, và đặc biệt là sẵn sàng đạp lên luật pháp miễn đạt được ý muốn, thì Tô Lâm không thể xây dựng được hình ảnh một nhà lãnh đạo kiệt xuất. Ông chỉ có thể chỉ đạo cho tuyên giáo làm điều đó, chỉ đạo cho bộ máy giáo dục làm điều đó, nhưng sẽ vô ích. Bởi lịch sử rất công bằng và người dân không bao giờ thừa nhận một kẻ cai trị bằng bạo lực lại là người đáng tôn trọng cả. Thời đại Internet ngày nay, bạo chúa không bao giờ tự biến mình thành kẻ kiệt xuất cho được. Với cách chiếm quyền bằng bạo lực, với việc dùng công an để thực hiện ý chí và ý đồ cá nhân, Tô Lâm không những gây thù chuốc oán với 100 triệu dân, mà còn gây thù chuốc oán với rất nhiều thế lực khác trong đảng. Càng sử dụng bạo lực hà khắc, ngôi báu của Tô Lâm càng kém bền vững. Liệu rằng Tô Lâm có thể diệt sạch được mọi thế lực chống đối hay không? Chắc chắn là không. Và chính những thế lực bị Tô Lâm cướp mất chén cơm, cướp mất cơ hội, họ sẽ nuôi ý chí phục thù. Nếu Nguyễn Phú Trọng cuối đời bị phản, thì không có lý do gì Tô Lâm lại không bị phản. Đứng trước cơ hội chiếm đoạt quyền lực, dù là đồng hương Hưng Yên thì cũng sẽ có ngày quay ra chiến với nhau. Chiếm ngôi đã khó, giữ ngôi lại càng khó hơn. Liệu rằng Tô Lâm có giữ ngôi được lâu như Nguyễn Phú Trọng hay không thì thời gian sẽ trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Trong tay nắm trọn công cụ bạo lực, Tô Lâm mơ về một vĩ nhân họ Tổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tô Lâm đi tàu, Phan Văn Giang đi Mỹ. Xu thế đối đầu giữa quân đội và công an phải chăng? Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8, ông Tô Lâm đã có chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày.
ngay sau khi nhậm chức Tổng Bí thư. Điều này cho thấy Tô Lâm vẫn đang rất cần Bắc Kinh và thậm chí sẵn sàng thuần phục để đổi lấy ưu thế chính trị cho bản thân và phe nhóm Hưng Yên của mình. Mới đây, quan chức Mỹ và Việt Nam cho biết ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, sẽ đến Washington từ ngày 7 đến 9 tháng 9 để tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Trong bối cảnh nguồn cung vũ khí từ Nga bị hạn chế do chiến tranh Ukraine, đặc biệt là sau những thể hiện trên chính trường cho thấy vũ khí Nga đã lạc hậu quá xa so với vũ khí của phương Tây. Nhờ có vũ khí hiện đại của phương Tây, Ukraine không những làm cho Putin sa lầy mà còn đủ sức để phản công lại nước Nga. Có thể nói nếu không có vũ khí phương Tây, Ukraine không thể đạt được những thắng lợi trên chiến trường như thế. Chọn lựa vũ khí Mỹ cho quân đội Việt Nam là hướng đi đúng, điều đó không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, bao lâu nay Đảng vẫn sợ Bắc Kinh nên không dám mua vũ khí của Mỹ một cách công khai như Đài Loan vẫn làm. Lần này, ông Phan Văn Giang đi Mỹ là thể hiện ước mơ được tiếp cận gần hơn với vũ khí Mỹ. Tuy nhiên, ông có dám mua hay không hay chỉ dừng lại mức quan hệ ngoại giao một cách có giới hạn. Rất khó để Bộ trưởng Phan Văn Giang đặt vấn đề mua vũ khí với Mỹ bởi trong Đảng còn rất nhiều kẻ đang nắm quyền cao nhưng cam phận cúi đầu trước Bắc Kinh. Tuy nhiên, khi đi Mỹ, ông Giang cũng thể hiện được thông điệp trước các phe phái khác, đặc biệt là trước ông Tô Lâm. Tô Lâm đi Trung Quốc, Phan Văn Giang đi Mỹ. Rõ ràng là hai đường lối không dung hòa, bởi đi Trung Quốc là để vuốt đuôi Bắc Kinh, còn đi Mỹ thì lại làm cho Bắc Kinh không hài lòng. Các quan chức cấp cao Việt Nam vẫn thường có những chuyến đi Mỹ, vẫn có những lần bắt tay với người đứng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ. Nhưng cuối cùng cũng dừng ở mức ngoại giao, không hề dám đi vào vấn đề quan trọng là đặt mua vũ khí Mỹ một cách công khai. Còn nhớ vào ngày 17 tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến công du Mỹ. Sau đó, báo chí Mỹ cho biết ông Chính muốn mua máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ. Tuy nhiên, phía Việt Nam không xác nhận thông tin này và cho đến nay vẫn chưa thấy có hành động nào từ Việt Nam để tiến xa hơn trong việc mua vũ khí của Mỹ. Lần này rất có khả năng ông Phan Văn Giang làm chuyến động trời bởi các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn muốn mua vũ khí của Mỹ nhưng lại sợ Trung Quốc. Cái sợ ấy có từ nhiều đời lãnh đạo truyền lại, nó trở thành sợi dây vô hình trói Việt Nam dính vào quỹ đạo của Trung Quốc. Trên chính trường Việt Nam hiện nay, thế của Tô Lâm đang như trẻ tre. Phe Công an hiện đã nắm được chức Tổng Bí thư, đồng nghĩa nắm luôn chức Bí thư Quân ủy Trung ương. Phe quân đội có đủ sức để ngăn cản phe Công an nhưng không làm gì được vì quân đội không đoàn kết. Giữa tướng Lương Cường và tướng Phan Văn Giang vẫn không hòa hợp. Giờ đây, Tô Lâm đang ngồi trên đầu cả Lương Cường và Phan Văn Giang. Với vai trò là Tổng Bí thư kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương, Tô Lâm đang muốn hạn chế sức mạnh của phe quân đội, rồi sau đó loại họ ra khỏi vũ đài chính trị nếu có thể. Người Hưng Yên trong quân đội vẫn đang hiện diện với hai ủy viên Trung ương Đảng. Nếu loại được Phan Văn Giang, Tô Lâm hoàn toàn có thể Hưng Yên hóa quân đội tiếp. Để bảo vệ quyền lợi và hạn chế sức mạnh của Tô Lâm, chỉ còn cách các phe phái trong quân đội phải bỏ qua hiểm khích để chống lại kẻ thử chung. Đó là nước cờ tốt nhất mà phe quân đội có thể thực hiện. Liệu họ có dám làm và có đủ tầm để làm hay không thì chúng ta hãy cùng đợi xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tô Lâm đi tàu, Phan Văn Giang đi Mỹ, xu thế đối đầu giữa quân đội và công an. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.